Xin chào, chắc hẳn bạn đang tò mò không biết năm mẫu ghế sofa nào sẽ được mình giới thiệu trong video này phải không? Bật mí nhé, năm mẫu ghế sofa này vô cùng đẹp. Chúng không chỉ đẹp mà còn mang đến cực nhiều sự tiện nghi, giúp không gian phòng khách có trở nên nổi bật và ấn tượng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt, năm mẫu ghế sofa này được thiết kế dành cho những con người thích sự cá tính, trẻ trung và hiện đại. Năm mẫu ghế sofa có tông màu xanh. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về top 5 mẫu ghế sofa có tông màu xanh này nhé. Mẫu ghế sofa đang đứng ở vị trí thứ 5, đó là một chiếc ghế sofa góc nỉ có tông màu xanh khá ấn tượng phải không? Đây là một chiếc ghế sofa hứa hẹn sẽ giúp không gian phòng khách của bạn trở nên nổi bật và ấn tượng hơn nhiều. Và bạn có thể kê vào những vị trí như chân tường, góc phòng, sát các vách ngăn hay cạnh ban công. Và với chiều dài cơ bản của ghế là 2,5m, chiều rộng là 1,7m. Và giá bán của bộ sofa này cũng vô cùng niêm yết, nó chỉ 7.900.000 mà thôi. Và hãy cùng mình đi tham khảo một vài tính năng ưu việt của mẫu ghế sofa này nhé. Một chiếc ghế sofa vang nỉ 3 chỗ ngồi là sản phẩm đang giữ ở vị trí thứ 4 trong top 5 mẫu ghế sofa lần này. Khá đẹp và trẻ trung phải không? Với chiều dài cơ bản của ghế là 2m, chiều rộng là 80, sẽ giúp những gia chủ đang sở hữu những căn phòng khách có diện tích nhỏ giải quyết được vấn đề về chỗ ngồi. Và giá bán của bộ sofa này cũng vô cùng yêu thương, nó chỉ 5.900.000. Và nếu bạn thấy thích mẫu sofa này thì hãy nhanh chóng đặt hàng chúng nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu một vài tính năng ưu việt của mẫu ghế sofa này mang lại. Đây chính là sản phẩm đang giữ ở vị trí thứ 3, một chiếc ghế sofa góc có tông màu xanh, trẻ trung, hiện đại và rất bắt mắt. Với mẫu ghế sofa này thì bạn sẽ gần như không gặp phải khó khăn gì trong việc kết hợp với các đồ dùng nội thất khác, ví dụ như một bức tường có tông màu trắng, màu kem hay màu vàng,
và bộ sofa này cũng đang có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Amia với mức giá chỉ 8 triệu đồng. Và kích thước cơ bản của bộ ghế sofa này là 2,5 m x 1,7 m, sẽ phù hợp cho những không gian phòng khách có diện tích trung bình từ 20 đến 30 m². Và đây là một sản phẩm đang giữ ở vị trí thứ 2 trong top 5 mẫu ghế sofa màu xanh đang được yêu thích nhất. Đó là một chiếc ghế sofa vàng 2 chỗ nhỏ gọn được thiết kế dạng tân cổ điển, trẻ trung và hiện đại. Đây là một bộ ghế sofa vô cùng hấp dẫn phải không? Bạn vừa có thể sở hữu cho một căn hộ studio, nhà đi thuê hay một căn phòng ngủ đều rất hợp lý. Với chiều dài cơ bản của ghế là 1m8, chiều rộng là 80, khá dễ dàng để bạn có thể đặt vào bất cứ vị trí nào trong phòng khách của mình rồi chứ. Và giá bán của bộ sofa này cũng còn khiến bạn thấy bất ngờ hơn, đó chỉ là 5 triệu 500 mà thôi, thật sự là rất rẻ. Và cuối cùng thì hãy cùng mình đi nhìn lại một vài đặc điểm nổi bật của mẫu ghế sofa này. Một mẫu ghế sofa góc hình chữ L có khả năng biến thiên sẽ giúp bạn điều chỉnh theo vị trí kê của không gian phòng khách của nhà bạn là sản phẩm đang giữ ở vị trí quán quân. Với phần chữ L được thiết kế tách rời, khá thuận tiện cho việc bạn thay đổi vế của mẫu ghế sofa, đặc biệt là với phần chân ghế còn khá là cao, giúp bạn dễ dàng vệ sinh dưới gầm ghế bằng cách cho một con sen chạy ở dưới. Rất là thuận tiện. Trên đây thì mình đã bật mí đến các bạn về top 5 mẫu ghế sofa màu xanh rồi. Và nếu như bạn muốn tham khảo được nhiều mẫu ghế sofa khác và được mắt thấy, tay sờ thì hãy trực tiếp ghé qua hệ thống showroom của Amia trên toàn quốc. Đồng thời tại đây chúng tôi luôn trưng bày hàng trăm mẫu sofa có sẵn để cho quý vị có thể tiện tham khảo cùng một lúc. Và nếu như bạn muốn nhận được những thông tin bổ ích và tham khảo được nhiều mẫu sofa khác thì hãy like và đăng ký kênh của Amia để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.